Một nhóm nghiên cứu từ Nga vừa đưa ra cảnh báo về tác động của bức xạ 5G, phát hiện đáng chú ý liên quan đến phơi nhiễm bức xạ 5G ở mức độ kiểm soát có thể gây ra những thay đổi trong mô não của động vật. Theo các nhà nghiên cứu, mặc dù cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế đã phân loại bức xạ tần số vô tuyến 5G, IFEMF và nhóm có thể gây ung thư, nhưng vẫn chưa có nghiên cứu nào khẳng định mối nguy hại cụ thể của nó. Natalia Krivova, nhà nghiên cứu chính tại Viện Nghiên cứu Sinh học và Vật lý Sinh học của Đại học Bang Tom, Nga cho biết, nhóm nghiên cứu muốn hiểu rõ hơn tác động của bức xạ không ion hóa lên các loài gặm nhấm ở nhiều độ tuổi khác nhau. Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã dùng chuột Wista đực, loài thường được chọn để nghiên cứu cho phản ứng sinh học tương tự với con người. Chuột được chia ra thành 3 nhóm theo độ tuổi, nhóm 5 đến 6 tuần tuổi, tương đương độ tuổi thanh thiếu niên, 10 đến 11 tuần tuổi, tương đương trưởng thành, trung niên và 17 đến 18 tuần tuổi, tương đương với người cao tuổi. Các nhóm chuột được tiếp xúc với bức xạ AFIMF trong 5 tuần, tương đương với khoảng 4 năm phơi nhiễm ở con người. Kết quả ban đầu không cho thấy bất kỳ sự thay đổi rõ ràng nào về mặt ngoại hình giữa chuột tiếp xúc với bức xạ và nhóm đối chứng. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ mô não, các nhà khoa học phát hiện sự mất cân bằng đáng kể giữa chất chống oxy hóa và các chất oxy hóa trong não của chuột. Điều này có thể báo hiệu ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thần kinh. Hiện chưa thể kết luận những thay đổi này có tác động tích cực hay tiêu cực lên khả năng nhận thức của chuột cũng như việc cơ thể chúng có thể tự điều chỉnh để bù đắp hay không. Cần có các nghiên cứu sâu hơn để xác định chính xác hậu quả của những thay đổi này. Theo các nhà nghiên cứu, để thực hiện thí nghiệm, nhóm nghiên cứu đã thiết kế một loại anten 5G đặc biệt và phát triển kỹ thuật đo lường tiên tiến. Nghiên cứu này nằm trong khuôn khổ dự án trường điện tử quốc tế do Tổ chức Y tế Thế giới WHO khởi xướng, nhằm cung cấp câu trả lời khách quan và đánh giá mức độ rủi ro sức khỏe tiềm ẩn của bức xạ điện tử 5G. Theo Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng năm 2024, Việt Nam đã chi tới gần 1,4 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu thịt, tương đương với 3.300 tỷ đồng mỗi tháng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ở trường ngược lại, Việt Nam xuất khẩu thịt chỉ đạt 133 triệu đô la Mỹ, ít hơn giá trị nhập khẩu hơn 10 lần. Được biết, từ đầu năm 2024, giá lợn hơi trên thị trường tăng mạnh và phổ biến ở trên mốc 60.000 đồng 1 kg, một số thời điểm lên tới 67-68.000 đồng 1 kg, cao hơn nhiều nước trong khu vực bình quân từ 5 đến 7.000 đồng 1 kg và cao hơn các nước có nền chăn nuôi phát triển hơn 10.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá thịt heo đông lạnh nhập khẩu lại chỉ bằng khoảng 60 đến 65% các sản phẩm nội địa cùng loại. Đây là nguyên nhân khiến cho thịt ngoại ảo ạt nhập về Việt Nam bên cạnh đó tình hình, hình kinh tế hiện nay vẫn hết sức khó khăn sức mua nhìn chung vẫn yếu và kinh doanh gặp khó nên người tiêu dùng vẫn ưu tiên cho sản phẩm giá rẻ Thế nhưng họ cũng ý thức về sức khỏe nên chỉ mua các sản phẩm thịt nhập có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng theo các chuyên gia ngành chăn nuôi phải chấp nhận quy luật thị trường này để nâng cao tính cạnh tranh của ngành chăn nuôi tuy nhiên vấn đề là nhà nước cần phải tăng cường kiểm soát giám sát về chủng loại và chất lượng thịt nhập khẩu Sau chuỗi phiên giảm liên tục, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước đã ngừng giảm thêm, trong khi giá vàng trên thế giới vẫn còn nhiều biến động. Tại thị trường trong nước, sau chuỗi phiên giảm liên tiếp, sáng nay giá vàng miếng SJC đi ngang quanh vùng giá mua vào là 80 triệu đồng, bán ra 83,5 triệu đồng một lượng. Các doanh nghiệp như SJC, PNG, Doji, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu hiện đều niêm yết ở mức này với vàng nhẫn các doanh nghiệp chủ yếu điều chỉnh tăng giá nhẹ trong phiên sáng nay. Trừ P&G giữ giá đi ngang với thời điểm kết phiên ngày 14 tháng 11 ở mức 80 đến 81,9 triệu đồng một lượng. Hiện SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 79,1 đến 81,8 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng cả hai chiều so với chốt phiên trước. Các doanh nghiệp vàng lớn còn lại phổ biến tăng từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng mỗi lượng vàng nhẫn. Dù ngừng giảm nhưng so với mức kỷ lục 89,6 triệu đồng một lượng vào cuối tháng 10 vừa qua thì chỉ sau 2 tuần vàng nhẫn đã bốc hơi gần 8 triệu đồng. Cộng thêm chênh lệch giá mua và bán vẫn duy trì ở mức 2,7 triệu đồng thì người mua vàng nhẫn 4 số 9 sau 2 tuần đã bị lỗ khoảng 10,5 triệu đồng một lượng. Theo thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 8, người dân đã gửi tiết kiệm gần 7 triệu tỷ đồng vào ngân hàng. Lượng tiền tiết kiệm được gửi vào ngân hàng tăng liên tiếp trong suốt 2 năm nay. Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, lượng tiền gửi tiết kiệm của dân cư đạt hơn 6 triệu 924 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với cuối năm 2023. Có so với cuối tháng 7, lượng tiền gửi tiết kiệm của dân cư tăng thêm 86.475 tỷ đồng. Đây là mức tăng lớn. Nếu tính bình quân theo ngày, mỗi ngày tháng 8, có 2.882 tỷ đồng được gửi vào hệ thống ngân hàng. Còn đối với doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, lượng tiền gửi tiết kiệm vào hệ thống ngân hàng của đối tượng này tính đến cuối tháng 8 đạt 6.838.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối năm 2023. Lý giải việc tiền gửi tiết kiệm vẫn tiếp tục đổ vào các ngân hàng. Các chuyên gia tài chính cho rằng, do nhà đầu tư vẫn thận trọng với các kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản. Đặc biệt là khi giá vàng biến động quá lớn. Kể từ đầu năm đến nay, giá vàng quốc tế tăng hơn 50%. Nếu đầu tư vào thì vô cùng rủi ro. Còn để tích trữ vàng, người dân thường chỉ mua khi giá mặt hàng này ổn định. Phân khúc căn hộ hạng sang siêu sang, giá từ 80 triệu đồng một mét vuông cho tới hàng tỷ đồng một mét vuông đang được người giàu Hà Nội quan tâm và tìm mua. Theo báo cáo mới đây của bất động sản.com.vn, Hà Nội dẫn đầu về tỷ lệ người tìm kiếm chung cư hạng sang và siêu sang cho năm 2024. Cụ thể, người Hà Nội chiếm 43% tổng số người tìm kiếm mua chung cư hạng sang, siêu sang. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh chiếm 33%, Đồng Nai chiếm 1%, Đà Nẵng chiếm 1%, Hải Phòng là 2%, các tỉnh khác là 20%. Mức độ quan tâm tới chung cư hạng sang siêu sang theo khu vực như sau. Khu vực Hưng Yên nhận được 44%, Đà Nẵng chiếm 15%, Hải Phòng là 9%, Quảng Ninh 7%, Khánh Hòa 6%, các tỉnh khác là 12%. Nổi bật trong phân khúc trung cư hạng sang, siêu sang là các sản phẩm hàng hiệu có giá từ vài trăm triệu đồng một mét vuông đến cả tỷ đồng một mét vuông. Hiện tại Hà Nội, tỷ lệ trung cư hạng sang, siêu sang trong tổng nguồn trung cư tăng từ 2%, quý 1 năm 120 lên 22% quý 3 năm 2024. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ này cũng tăng từ 5% lên 23%. Tỷ lệ chung cư cao cấp trong tổng nguồn cung chung cư tại Hà Nội cũng tăng nhanh từ 4% lên 45%. Tương tự, tại thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ căn hộ cao cấp cũng tăng từ 23% lên 28%. Theo chính sách vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành, hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn tại vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai biến đổi khí hậu sẽ được hỗ trợ tối đa 90 triệu đồng khi mua nhà ở xã hội. Cụ thể, bước hỗ trợ và phương thức hỗ trợ đối với việc mua thuê mua nhà ở xã hội cho hộ gia đình nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai biến đổi khí hậu. Khi mua thuê mua nhà ở xã hội được hỗ trợ một phần kinh phí là 90 triệu đồng với việc mua thuê mua nhà ở xã hội, hộ gia đình nghèo tại khu vực nông thôn khi mua thuê mua nhà ở xã hội được hỗ trợ một phần kinh phí là 60 triệu đồng. Hộ gia đình cận nghèo tại khu vực nông thôn được hỗ trợ một phần kinh phí 30 triệu đồng. Hộ gia đình cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai biến đổi khí hậu khi mua thuê mua nhà ở xã hội được hỗ trợ một phần kinh phí là 45 triệu đồng. Tính từ năm 2021 đến nay, thì phố Hồ Chí Minh đưa vào sử dụng 6 dự án với quy mô 2.700 căn hộ và đang thi công 4 dự án với 3.000 căn hộ. Theo kế hoạch, từ nay đến 30 tháng 4 năm 2025, thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc, hoàn tất thủ tục để khởi công thêm 5-6 dự án nhà ở xã hội có quy mô khoảng 6.000 căn hộ.